nam bệnh nhân tưởng suốt đời tàn phế, nhưng sau khi được chuyển tuyến, bệnh nhân đã được phẫu thuật để hồi sinh cánh tay tại bệnh viện 108. Đến bây giờ, anh Nguyễn V. N. vẫn bàng hoàng khi nhớ về cảnh mình bị dây tời cuốn văng cánh tay phải ra. Vết yêu mến nặng, cánh tay đứt lìa hoàn toàn, mất máu nhiều, nhưng may mắn, ngay sau khi cấp cứu vết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cánh tay đứt rời đã được bảo quản đúng cách, sau đó anh được chuyển đến Bệnh viện 108. Tại Bệnh viện 108, bệnh nhân mau lẹ được tiếp nhận và thăm khám. Kíp phẫu thuật gồm bác sĩ Vũ Hữu Trung và các cộng sự đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu vết khẩn cấp trồng nối cánh tay phải cho bệnh nhân bằng kỹ thuật di phẫu. Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài trong suốt 5 giờ. Nhờ hệ thống kính hiển vi di phẫu tiên tiến nhất, các lương y có thể phóng to và thực hiện những kỹ thuật di phẫu phức tạp mà mắt xoàng không nhìn thấy được. Việc khâu nối lại mạch máu và các dây thần kinh quản cho anh N. là thao tác cực khó, ngoài yêu cầu sự khéo léo và tập trung cao độ, ca mổ cũng cần phải được tổ chức thực hiện theo các trình tự hợp pháp để rút ngắn thời gian, tái cấp máu cho cánh tay đứt rời sớm nhất có thể. Kết thúc ca mổ sau nhiều giờ nỗ lực, bác sĩ Trung và đội ngũ phẫu thuật bước đầu nối lại thắng lợi và hồi sinh cánh tay nguy cơ tàn phế của anh N. Với di phẫu thuật, mọi phép màu đều có thể xảy ra. Dưới bàn tay của các lương y khoa chấn yêu mến chi trinh và di phẫu, nhiều trường hợp đứt rời chi thể hay những tổn yêu mến liệt hoàn toàn hoặc liệt gần hoàn toàn chi trinh đã được hồi sinh, trả lại công dụng vận động và khả năng hòa tham gia sống. Theo bác sĩ Vũ Hữu Trung, di phẫu khâu nối và chuyển ghép thần kinh quản, mạch máu là những kỹ thuật phức tạp, cuộc mổ luôn kéo dài, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có sức khỏe, sự bền bỉ và cả sự khéo léo, tinh tế. Nhờ sự phát triển của di phẫu thuật, có thể trả lại công dụng vận động cho người bệnh, ví dụ như liệt đám rối thần kinh quản cánh tay, những tổn yêu mến thần kinh quản ngoại di, hay những trường hợp đứt rời hoặc khuyết hỏng phần mềm chi thể sau những chấn yêu mến nặng, khác biệt là do tai họa giao thông, tai họa lao động. Kỹ thuật di phẫu rất khó thực hiện và yêu cầu trang thiết bị văn minh, vì vậy tại Việt Nam ít cơ sở y tế có thể làm được, dẫn tới cơ hội chữa bệnh cho người bệnh còn nhiều hạn chế. Tại khoa chấn yêu mến chi trinh và di phẫu thuật, Bệnh viện 108 các bác sĩ có đôi bàn tay vàng của ngành di phẫu Việt Nam cùng các trang thiết bị như bàn phẫu thuật, kính di phẫu được nhập khẩu đồng bộ từ các yêu mến hiệu văn minh nhất trên thế giới hàng ngày đã phục vụ điều trị các mặt bệnh phức tạp ở chi thể với tỷ lệ thắng lợi và hồi phục công dụng đều đạt trên 95%, mang lại hy vọng, trả lại cuộc sống thế hệ cho rất nhiều bệnh nhân.